gì đây, gì đây? Hả? Chả thùng. Rồi. À, chào anh là bữa đó đây đây nữa của mình. Rồi. À, anh có cái cảm nghĩ gì về buổi liên quan hôm nay? Rất là vui và cảm kích được bạn bè. Dũng, dũng, cho mình một việc. Ok. À, rồi. Cái gì vậy? Thêm cục đá. À, thêm cục đá. Đúng rồi. Đá vô đích. Messi, Tevez đã lộn Cristiano Ronaldo. Còn chỉ đây nè, mặt lòn đủ mỏ dịch. Cháu hoàng nữ không bà? Rồi, cái buổi liên quan này thì rất là vui. Mình cũng rất thân với các bạn. Các bạn rất nhiệt tình trong cái buổi liên quan này. Phá hoại. Messi ồn á, rất chi là. Cảm ơn các bạn đã xem clip có đâu, mình là Mr. Dạy Thì. Đây lại bạn hãy nhớ đến cho clip của mình là đến 3 VN. Yeah, 3 VN của ông Bình mày ơi, mệt quá. Ông bà không bỏ đi nè, bỏ đi. Lạnh quá. Hiểu với nhau 3 năm rồi mình đâu có hiểu nhau đâu. Đúng không? 3 năm không phải là không hiểu mà chữ tên luôn. Đây 3 năm rồi lại chưa biết nữa. Không, tao không biết. Em mạch chi. Xin chào anh Nhâm. Rồi, anh Vĩnh Long. Rồi, Vĩnh Long. Anh nãy em mới phát biểu là anh nhà 3 năm mà không biết gì hết. Giờ nhậu vô là biết nhau đúng không? Đúng, nhậu vô biết nhau. Nhưng mà biết hội trưởng. Nhưng mà em có thắc mắc là em không biết gì vợ anh. À, nhậu nhau không biết. Thật ra là cuộc sống của mình luôn gánh dài với cái các cuộc độc thân. Mình rất yêu chuộng đấy, dùng nghe độc thân. Ngày xưa dưới quê mình đã thành lập một cái hội độc thân cho mình đầu. Bây giờ các thành viên còn lại chỉ còn 2 thằng thôi. Tất cả còn lại đều có vợ hết. Còn 3 thằng chưa có vợ. Hiện giờ đang mình đang các lời muốn tìm được một mối tình nào đó. Nhưng mà mình chỉ biết sao thôi. Do trời định. Em hiểu. Một người yêu của anh á, lý tưởng của anh á thì như thế nào? Một người yêu lý tưởng chủ yếu á, không cũng đẹp cũng gì đó, quan trọng hiểu được cảm xúc của mình. Ra đúng rồi. Nhiều lúc cái tự ra trời mưa mù đó, mù cảm giác là nhớ nhà, nhớ nói chung là nhớ thằng thanh niên mà bước lên thành phố lúc nào muốn mình thành công. Những có khi những mình thất bại trong những cái vấn đề mãi đó nghe cái là buồn. Muốn người hiểu để chia sẻ được những cái cảm xúc mà thất bại của mình. Rồi câu hỏi cuối cùng em muốn dành cho anh là rồi người yêu của anh là anh muốn nam hay nữ? Hay hỏi câu này quá là vô duyên. Mình rồi lắm mà men nhá, đó là men.
lên đấy. Đừng khoái em nha. Không rồi, để ở trên kia bay cũng chết vui thôi. Chúc anh Nhân có một cuộc sống tốt đẹp và khỏe hơn. Bắt đầu mình sao là mình có một việc làm. Rồi, chúc mừng anh. Dẫn anh em nhậu. Ok. Rồi, rồi. Mình ra, quan nghị của mình, anh em vui vẻ là chính. Tiền bạc là môi. Phải tiền bạc là môi. Cái vấn đề thật sự ra, thấy một thằng bước vô lúc nào cũng lo tính tiền bạc đúng không? Nhưng mà khi bước vô chơi nhau, anh em mình chơi theo kiểu Mỹ. Kiểu Mỹ là mẹ nhau cùng nhau chơi. Nào thấy gì không? Nó nói nó không thích tao mà nó lắm tao lắm kìa. Mỹ quá. Rồi, làm có nhiều. Tụi nó làm gì mà có bộ đồ nữ ở đây? Tụi mày đánh đấy. Mày à. Mày vậy đâu không? Vậy đâu à? Hả? Vậy đâu à? Cho ok 2 quán 2 gì đâu. Thấy sao quá không thấy rõ. Chúc lấy. Ai không? Sổ lấy coi. Không vậy đâu, nhưng mà Sao còn lái không? Từ từ thôi nha mấy ba.